Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello hello, xin chào anh em đã quay trở lại với chuyên mục hôm nay con nhà nghèo tiêu tiền như thế nào anh em nhá. Thì khẩu súng M4 băng đã ra mắt rồi và có lẽ là khi clip này lên sóng ấy thì tất cả các bạn cũng đã biết đến sự có mặt của em M4 băng này rồi. Mấy ngày hôm nay thì mình hơi buồn một tí bởi vì mình rất là háo hức về khẩu súng M4 này. Mình biết là sẽ có nhiều anh em nói là mình quay phèn rồi, khẩu súng này nó sẽ không bằng M4 băng, em vẫn thích M4 băng hơn. Đúng, M4 băng luôn luôn là một khẩu súng đẹp và tất cả những khẩu súng nào hoặc là những skin nào liên quan đến băng ấy đều là những skin đẹp hết. Nhưng mà đây sẽ là một làn gió mới cho những bạn nào mà chưa có phôi M4 băng thì các bạn có thể nâng cấp khẩu súng này, bởi vì mình thấy là đây cũng là một khẩu súng cực kỳ đẹp. Và qua clip này nếu như được ấy, mình cũng sẽ gửi lời đến nhà phát hành game hãy remake lại khẩu súng M4 băng, cho nó thêm những cái phụ kiện giống như kiểu scope này, báng súng đó kia các thứ ấy. Thì mình tin chắc là tất cả các game thủ ấy, không phải riêng mình đâu mà tất cả các game thủ sẽ phải gọi là bán đi quả thận để mà hiến máu cho cái dàn phụ kiện của khẩu súng M4 băng. Mình tin chắc một điều là như vậy. Thì mong nhà phát hành có thể nghe được cái sự góp ý này và remake lại khẩu súng M4 băng để nó có thêm một cái dàn phụ kiện nữa. Thì mình thật sự phải nói với em, nó là một điều cực kỳ tuyệt vời. Và đến với Tuấn HC thì chắc chắn rồi, đến với Tuấn HC là đến với chuyên mục con nhà nghèo tiêu tiền mà, cho nên là lom dom nó là điều gọi là không thể tránh khỏi anh em ạ. Thì trước khi đến với cái màn quay ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ xem cái trailer của khẩu súng M4 băng này, à quên, của khẩu súng M4 mới này nó là như thế nào anh em nhá. Đầu tiên thì mình cũng nghía qua một chút về cái tên chính thức của khẩu súng M4. Mình hơi buồn một tí bởi vì là mình nghĩ là khi mà chơi game ấy mà có một sự kiện nào đó mới ra ấy thì nó phải đồng bộ thì nó sẽ vui hơn rất nhiều. Nhưng mà khi mà biết được cái tin ấy là cái bản Hàn ấy nó ra cái khẩu súng M4 này trước bản quốc tế và bản Việt Nam khoảng độ đâu đó 2 ngày, và các game thủ bên Hàn Quốc ấy người ta đã quay và nâng cấp cái khẩu súng M4 này trước chúng ta mấy ngày ấy, thành ra tự nhiên khi mà, không biết các bạn như thế nào nhá, nhưng mà tự nhiên đến ngày hôm nay ấy, tất cả những sự háo hức mong chờ nó gần như là không còn nữa anh em ạ. Không còn nữa bởi vì là mình cảm thấy là mình không được hòa mình vào cái giống kiểu một cái ngày lễ ấy. Thành ra là tự nhiên có người chơi trước mình rồi, xong bây giờ mình là người đi sau ấy. Thế thành ra là không biết là anh em có giống mình không, hay là các bạn xem clip thì có được cái cảm giác này không. Nhưng mà mình giống như kiểu một người giống kiểu đang có tâm trạng, nếu mà anh em xem livestream ấy, ngày nào mình cũng bảo là ui M4 mới sắp ra rồi, nó cũng đẹp phết đấy anh em ạ. Nhưng mà từ ngày hôm qua thì biết cái thông tin đấy phát, anh em xem live gần như là có thể thấy là mình gần như không quan tâm nữa anh em ạ. Bởi vì mình cảm giác nó bị hụt hẫng em mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem cái tên của khẩu súng M4 này nhá. Hoàng gia lộng lẫy. À, càng đấy. Rồi. Thế thì xem trailer xem lần này PUBG Mobile có đầu tư vào cái trailer này hay không nhá. Ui. Một cái trailer mình nghĩ là nó là một trailer giống như kiểu mì ăn liền anh em ạ. Mì ăn liền. Mình thích cái trailer dạng như kiểu khẩu súng M4 level 1 chẳng hạn thế. Xong nó thay đổi giống như kiểu Transformer ấy. Đó, xong nó thay đổi sang ngoại hình ở level 3, xong thay đổi sang ngoại hình của level 7, xong rồi nó phô diễn được những cái hiệu ứng của khẩu súng ấy. Thì xem kiểu sau khi xem cái trailer ấy, người ta sẽ cảm thấy hào hứng hơn ấy, kiểu nó hoành tráng, sẽ tạo nên những cái hiệu ứng tâm lý tốt hơn ấy. Nhưng đây giống kiểu
một cái trailer đúng kiểu mì ăn liền luôn anh em ạ. Rồi, thì ngày hôm nay mình có ở đây là 22.000 UC, kèm với đó là mình đã có sẵn 8 báng rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là 22.000 UC liệu rằng có thể nâng được khẩu súng này lên level 7 không anh em nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thủ thuật trước đã anh em ạ. Quay 10 lần cái này anh em nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Rồi xong rồi, ra đồ hồng này là thấy toang rồi anh em ạ. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Ok luôn. Rồi, không, từ. Bây giờ chúng ta vào luôn. Ok. Thì vẫn thế thôi. Cũng lại là 5 lần đầu mình sẽ quay lẻ và sẽ không skip anh em nhé. Và mình sẽ xem các mốc nào. Thẻ cao cấp này, 40 xu này, 50 xu là 90 này, 90 với 60 là 150 này, 150 mới lại, ôi dồi ôi, 70 là 220 anh em ạ. 220 mà 150 thì mới được một báng đúng không? Ui dồi, thế là chưa được một báng luôn. Ok, bây giờ lẻ lần đầu mà nó ra súng thì tôi nói thật với anh em là quá đỉnh luôn. Thì nhiều anh em cứ bảo là anh ơi, nó làm gì còn lucky đâu mà anh cứ bảo tụt lucky ấy. Nhưng mà mình kiểu tâm lý của mình quay ấy là mình vẫn muốn đếm xem là liệu rằng nó giống như ngày xưa ấy thì 200 lần ấy nó có thể ra được khẩu súng không. Đó, xong mình khi mà ra súng rồi ấy thì mình sẽ reset. Đó, mình vẫn kiểu so sánh ấy anh em. Rồi, mấy lần rồi? 4 lần rồi. Đây là lần thứ 5 này anh em này. Dạo này vòng quay nó quay nhanh lắm anh em ạ. Nó quay nhanh như cách gọi là UC của các bạn được tiêu vậy. Rồi, 10 lần đầu tiên. Mong rằng là sẽ ra súng luôn. Thì tôi nói thật với anh em là lucky quá đỏ luôn. Rồi, ra hai bình sơn rồi. Ạc này thì không cần sơn nữa anh em ạ. Định quay vào ạc phụ. Nhưng mà ạc phụ thì chưa tích đủ báng cũng như là hết UC rồi. Thế nào, quất thôi. Ui dồi ôi, cái 10 lần đầu tiên này nó lạ lắm. Súng đê, súng đê. Nếu mà ngày hôm nay 20.000 UC cộng với 8 báng mình chuẩn bị ấy mà lên được level 7, tôi nói thật với anh em quá là tuyệt vời luôn. Rồi, xu ra cũng ít cơ mọi người ạ. Nào 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 nào, vẫn chưa thấy dấu hiệu của khẩu súng M4 đâu cả. M4. Ui ôi, nghe cái quả M4 hoàng gia xong rồi được cất kỹ ở trong dương kho báu thì tôi nói thật với anh em là cái màu M4 hoàng gia ngày hôm nay nó xa vời lắm. Ui, nhiều sơn thế. Ạc này gần 1000 bình sơn rồi, không cần sơn nữa đâu. Rồi, như vậy là 45 lần rồi. Như vậy lucky bây giờ đang là 45 anh em ạ, mà vẫn chưa thấy một cái báng nào và khẩu súng nào cả. Còn lại 8 phương trời, còn lại 10 phương đất may mắn tụ hội vào trong cái lần quay này của con. Cứ 3 bình sơn đầu là sao nhở? Ui dồi ôi, má, cảm thấy sốt ruột lắm anh em ạ. Có mỗi 20.000 UC thôi mà mỗi lần quay xong không thấy khẩu M4 đâu, nó cảm thấy sốt ruột thật sự. Rồi, ui dồi ôi, truyền thuyết kể rằng anh em ạ, ạc nào mà càng nhiều đồ ấy thì tỷ lệ mà ra súng mỗi khi quay ấy hoặc là ra đồ mỗi khi quay ấy, càng hiếm. Và đúng thật là như thế anh em ạ. Rồi, chuẩn bị đi bụi rồi. 75 lần nhưng mà vẫn chưa thấy súng và chưa thấy một cái báng nào xuất hiện cả. Phải ra báng anh em ạ. Phải ra báng. Trong cái quá trình quay là phải có báng thì nó mới hên. Vẫn chưa thấy một cái báng nào được xuất hiện cả. 5.000 UC đội lốt ra đi rồi. Đội nón ra đi chứ. Sơn rất nhiều, đồ cũng chưa thấy đâu cả. Tôi bảo rồi mà, quay ra nón hồng ở cái lần quay vàng thì tôi nói thật với anh em là vận may ngày hôm nay nó không mỉm cười rồi. Chưa một cái báng nào anh em nhá. Quá kinh khủng. Ui dồi ôi, M4.
Ui dồi ôi, cay thế nhờ. Thực sự anh em ạ, à, nó đau ở đây này. Mở bốn đâu. Ui dồi ôi, cuối cùng có một báng rồi. Lucky lên cả trăm rồi mà vẫn chưa tụt. Vẫn chỉ có một báng thôi anh em ạ. 115 lần rồi, 115 lucky rồi. M4 con lại các cụ cho con M4 ạ. Con lại các cụ. Ui dồi ôi. Em lạy các anh. Em chỉ có 20.000 UC thôi. Em nói thật, ngày hôm nay là không. Vợ em đã bảo rồi là không nạp thêm nữa. Nhà nghèo lắm rồi, không đầu tư thêm nữa đâu anh ơi. Ui dồi, vẫn chưa thấy khổ M4 đâu cả. Gần 200 lucky rồi. Anh ơi, ra càng sớm càng tốt hộ em cái nhá. Ui dồi ôi, ba bị sơn đập vào mặt. Và khổ M4 vẫn không thấy đâu. 155 lần, lucky đã gần đến chạm mốc 200 rồi. Các anh ạ, à, em thấy thời điểm này là thời điểm rất thích hợp để khẩu M4 nó ra. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Nó còn cho một đống gọi là xu mà lại còn là một xu anh em ạ. À, 10 điểm. 165 lần rồi anh ơi. Nếu anh ra M4 ngày hôm nay. À không, em chưa nói gì cả. Em không hứa bất cứ một thứ gì anh nhá. Ra thêm đi anh ơi, còn chờ đợi gì nữa. Ui dồi ôi, như vậy là với 165 lucky thì chúng ta đã tụt rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu lại với 165 lucky này nhá. Để xem là khẩu M4 nó có ra tiếp không mọi người ạ. À, bây giờ không biết khóc bài nào ấy. Tự nhiên nó ra M4 cái mình bị hụt hẫng anh em ạ. Như vậy là 165 lần quay được một khẩu súng và một báng cũng được nha. Bây giờ lần thứ 20 này, lucky 20 tụt luôn. Ui dồi anh ơi, ra nhiều cho em M4 cái. Với 20.000 UC này mà ngày hôm nay em ra 5 khẩu M4, em hứa với các anh là từ nay cho đến hết tháng em sẽ không nói gì, không góp ý, không bao giờ nói động chạm gì đến game nữa. Lúc nào em cũng nói tốt cho game, lúc nào em cũng đề cao tựa game của mình. Ok à. Như vậy là hơn 10.000 UC ra đi rồi anh em. Mà mới được một khẩu M4 với một cái báng. Tình hình này toang, cứ phải ra thêm một khẩu súng nữa. Cái nồi ạ. 165 lần. Như vậy là 40 lần nữa rồi. Đây là lần thứ 50. Nhanh anh em nhờ. Nhanh thật sự luôn ấy. M4. Báng. Ui dồi ôi, nó cứ đập ba bình sơn vào mặt là thấy không ngon rồi anh em ạ. Thấy không thơm thật sự luôn. Lần thứ 60. Khó lắm anh em ạ. Để mà hôm nay mà ra được 5 khẩu súng thì tôi nói thật với anh em là điều không tưởng. Không thể tưởng nữa. Rồi còn có 10.000 UC nữa thôi. Các cụ gọi là pha này độ không được rồi. Còn 10.000 UC nữa mà ra được 4 khẩu súng nữa thì tôi thấy niềm mơ ước này nó mong manh lắm. Su nó còn ra ít chứ đừng nói là súng. Úm ba la xì bùa. May mắn hội tụ vào trong cái lần quay này. Ra luôn 2 khẩu súng cho con nhờ một cái. Ui, lại 3 bình sơn ở đoạn đầu thế này thì điểm anh em ạ. Cứ 3 bình sơn ở đầu là chắc chắn là không có gì rồi. Nào M4 ngay đầu à, anh em tin không? Cứ để trả lụa vãi nồi ạ. Ờ, hôm nay váy vóc nó cũng không ra nha. Úi dồi, cái... vãi nồi ạ. Trong vòng quay M4 hoàng gia mà lại còn có cả cái mũ ba con lừa. Ẩn dụ à? Anh em nào làm văn cho tôi gọi là các bạn có thể comment ở phía dưới phân tích cho tôi cái đề văn này là ngày ra mắt M4 hoàng gia, trong cái dương quay M4 hoàng gia, trong cái vòng quay M4 hoàng gia nó lại có cái mũ con lừa. Thì các bạn phân tích đi, chúng ta có phải là con lừa hay không? Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải con lừa không? Ờ. Rồi ôi. Ờ, váy vóc cũng chả thấy có luôn. Buồn cười thật đấy. Tiền chứ phải vỏ hến đâu mà 20.000 UC là một đống tiền đấy.
Úi dồi ôi. Còn có 8.000 UC nữa thôi. M4 chưa thấy đâu cả. Lucky thì càng ngày càng cao. M4. Ui, anh em ạ. Nó đen dã man luôn ấy. Bán không có, M4 không có. 165, vậy là mình đã quay 110 lần nữa rồi. Đây là lần thứ quay thứ 120 này. Chưa thấy đâu cả. Thế này thì cứt mà lên được level 7. Level 6 lên còn chưa đủ ấy. Ui dồi ôi, level 7 xa vời rồi. Phải ra cỡ 5 khẩu súng, xong phải ra thêm báng nữa thì nó mới xi nhê anh em ạ. Trời ơi, gọi là người con nuôi của PUBG Mobile. Mỗi lần quay Lucky spin lúc nào cũng hò reo nọ kia các thứ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta tắt điện thật rồi anh em ạ. 130 lần và chưa thấy khẩu M4 đâu cả. Ui dồi ôi, một cọc quá. 140 lần rồi mà khẩu súng M4 vẫn chưa ra. Sắp chạm ngưỡng 200 lucky rồi. Đây là lần thứ 150 mà khẩu súng M4 vẫn đang biệt tâm. Gọi là biệt tâm biệt tích cùng với cả một đống báng của tôi. Nó như con dao cùn cứa vào tim vậy. Đau lắm anh em ạ. À, anh em cứ bảo là xem anh quay nó không sướng. Nhưng mà anh em phải có cảm xúc mà chỉ có 20.000 UC mà lại mong ước là tiền ít mà đòi hít được khẩu súng thơm. Thì lúc đấy các bạn mới hiểu. 165 lần rồi. À 160 lần rồi. Đây là lần thứ 170 anh em ạ. À, buồn. Sau ngày hôm nay tôi sẽ viết tác phẩm buồn của Tuấn. 180 lần. Ui ôi, ra luôn cái ba lô ạ. Ui dồi ôi, ra thêm khẩu súng nữa rồi. Thêm khẩu nữa đi. Thêm khẩu nữa. Ui dồi ôi, ra có một khẩu. Nhưng mà không xin nhé anh em ạ. Trong quá trình quay ấy, mình bảo với anh em rồi, các bạn vẫn phải quay ra súng thì nó mới ngon. Còn nếu mà quay ra như thế này ấy, không thơ một tí nào luôn. Thật sự nó phải ra súng cơ. Rồi 138 lần. Mình sẽ quay đủ 150 lần thôi anh em nhá. Dừng thôi anh em ạ. Đủ xu là chúng ta dừng thôi. Lòng đau xót còn đâu ngày xưa khi anh đưa em về. Còn đây những bài hát thương nhớ anh viết cho tình ta. Lại ba lô. M4. Không thấy đâu cả. Ui 170 lần rồi à. Oh my god. Đấy, thêm một báng nữa. Còn 2007 này mình nghĩ là mình sẽ để dành để mua phụ kiện anh em ạ. Khẩu súng này có nhiều phụ kiện lắm, mình cứ để đấy. Đâu rồi, M4. Đây, chúng ta sẽ cùng nghía qua các mốc level của khẩu súng M4 này. Đây là hiệu ứng diệt của em nó, cũng đẹp đấy. Đây, level 1 thì khẩu súng này trông nó cũng khá là bắt mắt rồi. Với một màu đen ở cái báng súng. Và tông màu chủ đạo sẽ là trắng vàng anh em ạ. Kèm với đó là họa tiết galaxy hay họa tiết vũ trụ ở phần thân súng. Đấy, ở phần chính giữa súng luôn. Nó cũng đã tạo điểm nhấn cho khẩu súng này rồi. Và dắt sau lưng thì mình nghĩ là vẫn đẹp. Level thứ 2 thì là hiệu ứng. Level thứ 3 là ngoại trang nâng cấp. Đã bắt đầu cái tâm ngắm của súng ấy, nó đã chuyển thành cái đầu của một con mình nghĩ đây là con đại bàng. Đấy, biểu tượng của thần Horus. Nói chung là khẩu súng này có liên quan đến cái chủ đề Ai Cập. Đấy, và bắt đầu báng súng cũng đã có dòng chảy của cái ngân hà hay là cái galaxy. Nó đã chảy xuống báng súng và lên đến tận cả đầu súng. Level 4 thì chúng ta sẽ có một cái thông báo diệt. Mình nghĩ là khá đẹp đấy anh em ạ. Đây, đó, thông báo diệt khá đẹp. Level 5 thì tôi nói thật với anh em. Tôi nói thật với anh em, lần trước tôi mới khen xong là ừ thì không có hit body, nhưng mà nó phải móc treo, nó phải cho lên đây. Thì khi mà người chơi người ta cầm khẩu súng lên, người ta bắn thì người ta mới nhìn thấy.
chứ móc tre mà cứ vứt nó tận xuống dưới này thì bố ai nhìn thấy. Đến bật cả FPP cũng không thấy được cái móc treo này. Thế thì ra cái móc treo này để hút máu thêm một cái hút mất 5 cái báng súng mà không có tác dụng gì cả. Không có một cái tác dụng gì ở cái móc treo vũ khí này cả. Thật sự phải nói với anh em. Trông nó kiểu thà không có móc treo này. Tôi nói thật với anh em, cho cái mốc thứ 5 là mốc gọi là móc túi vũ khí hoặc là móc tiền game thủ thì nghe nó còn hợp lý hơn. Vứt bố nó cái móc treo đi. Tôi nói thật, tôi không thấy cái móc treo này cho ở đây trông nó còn xấu khẩu súng hơn. Đó, đừng cho cái móc treo này làm gì cả. Và đặt tên cái mốc thứ 5 là móc túi game thủ. Đó, tự nhiên mất 5 báng oan, chả được cái vấn đề gì cả. Level 6, ui nó đẹp dã man anh em ạ. Đó, level 7 thì là nó có một cái hòm xác. Và level 8 thì nó có một hiệu ứng trước khi hòm xác xuất hiện. Đó, lần thôi. Level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Ui, thiếu đến tận 5 báng nữa để lên level 6 anh em ạ. Ui giời ơi, thế là chỉ level 4 được thôi. Còn nếu mà lâng level 5 thì lại bị thừa anh em ạ. Lâng 5 thì lại bị hố. Tự nhiên lấy cái móc treo để làm cái gì đúng không? Ôi lâng 4 rồi anh em ạ. À, ôi cuộc đời bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta. Rồi mở cái cốp 3, mở luôn cả cốp 2 anh em ạ. Lên thêm cái lên mua cái báng không nhỉ? Cái anh design ơi, 1500 UC của em mà anh cho cái báng. Em nói thật với anh là em mà biết địa chỉ nhà anh, em sẽ phải cho anh đi học lại một khóa design và đồng bộ. Khẩu súng nó đang đẹp như thế này, anh cho quả báng nó to như tổ bố tao ăn mày vào, nó làm mất đi cả cái vẻ đẹp của khẩu súng. Trông nó có cải lương không anh? Nó M4 hoàng gia không ra M4 hoàng gia, M4 băng không ra M4 băng. Em thấy cái đuôi nó đang đẹp đấy rồi. Đây chẳng hạn hình dạng cuối này nó đang đẹp quá cả này. Anh cho quả báng súng che bố nó hết. Mà em phải mất 1500 UC để em mua cái vụ kiện này. Mà trông nó có xấu không anh? Trông giống kiểu một con, thực ra nó đang là một con tắc kẹt đẹp vãi đồi à. Anh đắp ra một cái đít của con điếu gì vào đây em không biết. Em giống kiểu đít của một con chuột vào đây ấy. Trông nó xấu đéo thể tả được anh ạ. Nó xấu tàn nhẫn, nó xấu xúc phạm người xem luôn anh ạ. Mặc dù là em là thằng chơi kiểu lửa mùa, chỉ nâng 4 thôi. Tức là nó chỉ ở cái mức này thôi, nhưng mà cái báng của em nó vẫn đang đẹp anh ạ. Có thể nào mà cho em thêm cái cài đặt là ẩn tất cả phụ kiện của súng không? Để khẩu súng của em lúc nào em cầm lên nó cũng đẹp như này. Chứ mà em không thể chịu nổi cái quả 1500 UC cho quả cái báng này thì anh em nói thật anh đứt cả ruột. 1500 UC là em phải nạp vào đâu đó là ui mấy trăm nghìn lận anh ạ. À, mà anh cho quả báng thật sự mẹ anh là nếu mà đấy là tiền ăn sáng của em thì em nói thật với anh nó sót dã man luôn. Nào để xem những phụ kiện khác anh ấy sẽ thiết kế như nào nào. Ôi ôi giản phụ kiện anh em ạ, nó chọc mù mắt tôi luôn rồi. Bằng kích đạn giống như kiểu được kéo dài ra thêm thôi. Giờ cốp thì trông nó còn được tí. Ôi thất vọng, một lỗi thất vọng tràn trề. Đây M4 hề mình cũng có này anh em, nhưng mà mình không nâng thôi. Đây M4 này. Ok anh em, như vậy là mình đã tìm được khẩu súng M4 rồi. Và bây giờ thì mình sẽ show cho anh em thấy là khẩu súng M4 khi mà nó được dắt sau lưng cũng như khi mà nó cầm lên tay nó sẽ như thế nào anh em nhá. Đấy, cái băng đạn đen xì kìa, trông nó có xấu không hả trời ơi. Đây vứt hết đi nhá. Đấy thì nó còn như thế này anh em này. Nói chung thì cũng đẹp đấy. Và điểm cộng đầu tiên mà khi mình có khẩu M4 này ấy, đó chính là
cái sờ cốt của mình ấy, đó, nó được sơn màu anh em ạ. Cho nên mỗi khi mà bật lên ấy thì trông nó khá là đẹp. Đây, 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 đây. Ui. Rồi. Vãi nồi ạ. Chơi cả choáng luôn. Ok. Rồi, phai đồ. Khá đẹp anh em ạ. Nói chung thì cái khói này nó cũng đẹp, cũng như là khẩu súng này. À, mình thử tâm ruồi xem nào. À, tâm ruồi trông cũng được phết nhở, nhưng mà hơi bị nhiều chi tiết. Đấy. Ôi dồi ôi. Bắn với bot đây anh em ạ. Bot đầu vãi nồi. Ok, như vậy thì sơ bộ qua một chút về khẩu súng M4 thì anh em cũng đã thấy rồi đấy, vẻ đẹp bên ngoài, bên trong, rồi những sự đau đớn gào thét của Tuấn Lát Xê với cái vòng quay M4 này. Dự kiến của mình là nâng khẩu này lên 6 hoặc là lên 7, nhưng mà cuối cùng nó chỉ dừng ở 4 thôi, bởi vì cái nhân phẩm nó quá đen anh em ạ, đen quá. Nếu mà chỉ cần ra thêm được 2 khẩu súng nữa thôi thì mọi thứ nó đã khác rồi. Nhưng mà cuối cùng mình hôm nay mình quay đen quá anh em ạ. 2000 UC cộng với cả 8 báng nhá. Đấy là mình đã có 8 báng để gọi là chuẩn bị sẵn cho cái vòng quay này rồi mà cuối cùng vẫn không đủ để nâng em nó lên level 6 level 7. Nói chung cũng hơi tiếc một tí nhưng mà thôi, không sao anh em ạ. Kèm với đó là mình cũng chưa có bộ đồ này luôn. Đấy, cái bộ đồ này này, tuy nó không đẹp, tuy là đây là một bộ đồ mình nghĩ là không đẹp đâu, nhưng mà nó ra thì mình vẫn vui hơn đúng không mọi người? Bởi vì mình mất 20.000 UC mà không ra được đúng cái mũ ba con lừa. Mũ ba này thì theo như mình đánh giá trông nó cũng khá là đẹp ấy, kiểu vui vui anh em ạ. Đó, thì đấy là toàn bộ cái vòng quay M4 Hoàng gia này. Hoàng gia lộng lẫy anh em ạ. Một khẩu súng mình nghĩ là đáng để cho những anh em nào mà chưa có khẩu súng, chưa có skin nâng cấp của khẩu súng M4 quay, thì mình nghĩ đây là một trong những skin khá đẹp, khá là đẹp đấy. Tuy nhiên thì mình không biết là các bạn quay nó có đỏ hay không, nhưng mà với nhân phẩm như mình thì mình thấy là nó đen vãi nồi rồi anh em ạ. Thế là thôi, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nhé. Mình sẽ cầm khẩu súng M4 này đi solo squad sau để gửi tới mọi người sau anh em nhé. Bye bye.